Xin chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Đào thẳng xuống, đào thẳng xuống, chỗ hố đây đây. Chúng tôi là đang đi tìm kiếm cổ vật. Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Trời hôm nay rất mát. 12 giờ trưa mà đang gần này. Mát ở đây. Đào đã rất sâu rồi đấy. Sắt. Đổi sắt thôi. Quý vị ơi. Thẳng xuống. Thẳng xuống thấy rồi, không phải chỉnh lên bên đêm đi. Nằm ở rất sâu. Cái này cách khoảng 800 năm. Đây, này, đây, đây, đây. Đây là một con dao cổ. cái xuồng. Rất cổ. Chiếm. Con chiếm. Bao nhiêu nhà tới rồi. Đó là cái dao. Con mà. Hết rồi. Chọc chọc thêm tiếng. Hình như con cậy trên đi nữa. Chọc lên bên trên đi. Đồ cổ. Khuôn mà bỏ cả đấy. Đây đây. Cất xuống ấy. Rồi chào quý vị và các bạn.